Ái ở đây thì có ba loại ái, một là dục ái, hai là hữu ái và ba là vô hữu ái. Ba cái loại ái này, nếu như bây giờ một cái người nào muốn kiểm chứng kiểm nghiệm được xem là mình đã giải thoát hay chưa, thì thử xem là mình đã đoạn trừ được ba cái ái này hay chưa. Dục ái ở đây là một con người còn có tham ái với lại những cái cảnh dục trần, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nếu như mình còn thích những cái cảnh đẹp mà con mắt mình nó thấy, mình còn thấy cái cảnh này đẹp, cái kia đẹp, cái sắc này hấp dẫn, cái này xấu, cái này đẹp, còn cái sự so sánh hơn thua, còn cái khen chê yêu ghét đối với cái đẹp ở bên trong mình và cái đẹp ở bên ngoài, là còn là ái, tham ái đối với dục, với cái cảnh dục trần, tham ái với lại cái âm thanh, những cái lời nói. Nên là người ta thường hay cố gắng hát hò cho nghe cho nó hay ho. Khi mà một cái giọng hát mà hay, có cảm hứng, có truyền cảm, cũng gây nên những cái tham ái, cái tình cảm, cái lưu luyến của những cái người khác. Hay là mình nghe đó, ai đó người ta có cái giọng hát hay, tự nhiên mình yêu quý, yêu mến, ưa thích đối với cái giọng hát hay của cái người đó, là thanh ái. Hương ái là những cái mùi hương thơm mà mình thích. Vị ái là những cái món ăn ngon. Xúc ái là cái sự xúc chạm ở thân thể của mình, nó xúc chạm vào những cái vật chất ở bên ngoài. Pháp ái là tâm của mình nó tưởng nhớ lại những cái cảnh đó, sắc thanh hương vị xúc đó. Thế một cái người mà còn tham ái như vậy thì sẽ còn tái sinh ở cái cõi dục giới này lâu dài. Thế thì đa số là để mà đoạn trừ được cái tham ái này không phải là dễ dàng, là cả một cái quá trình tu tập. Khi nào mà thấy ra được cái vị ngọt của sắc, thấy sự nguy hiểm, thấy cái sự xuất ly và cái con đường đưa đến đoạn trừ cái tham ái đối với lại sắc này, thì lúc đấy sẽ giải thoát. Thấy được cái sự vị ngọt của thanh, hương vị xúc pháp, thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được sự xuất ly và thấy được cái con đường đưa đến xuất ly đối với sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, thì vị ấy mới thoát ra được khỏi cái dục ái. Nên là cái người nào mà mình có tham ái nhiều thì mình phải quán xét về cái vị ngọt của nó. Nó có cái sự tả ái, có sự hấp dẫn, nhìn cái cảnh trước bằng cái con mắt thường tình thì thấy nó có cái đẹp, nó có cái đáng thương, nó có cái dễ ưa, dễ mến, nhưng mà nó sẽ bị phai tàn theo thời gian. Nên là nó sẽ có cái hoại, hủy hoại, tức là nó sẽ có cái biến dị theo thời gian. Không có một cái gì mà nó có thể giữ nguyên cái sự đẹp đẽ, cái sự hấp dẫn, cái khả ái của nó lâu dài được trước cái sự tàn phá của thời gian. Như một ngôi nhà mới xây lên trông rất là đẹp, ai cũng thích, nhưng trải qua 10 năm, 20 năm sau một cái là nó tàn tạ, nó sụp đổ, nó rêu phong, nó cổ kính, rồi dần dần nó hủy hoại, hủy diệt, nó không thể tồn tại mãi được. Cũng vậy, cái sắc của con người cũng vậy, khi mà nó ở cái độ tuổi vừa phải, trẻ trung thì nó rất là xinh đẹp, nhưng mà mình nhìn vào cái con mắt thường tình thấy nó có cái sự khả ái hấp dẫn, nhưng mà trải qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm sau, dần dần tóc bạc, răng rụng, lưng còng, rồi da nhăn nheo, đen xì, xấu xa, xấu xí, rồi chết thì sẽ nhe răng trợn mắt, rồi bộc nổ hết cái thân thể tàn tạ, rơi rụng hết ra, cái gì nó rơi rụng ra cái đấy, không còn gì nữa, nó trở thành hôi thối, trở thành đất nước nửa gió. Đấy là một cái người tuệ tri quan sát được cái sự nguy hiểm của nó, thì khi thấy được sự nguy hiểm của nó thì cũng sẽ xuất ly, giảm bớt được cái tâm tham đắm, tham ái đối với những cái cảnh đó. Và cái con đường đưa đến để đạt được cái sự xuất ly ấy thì cần phải thực hành tuần tự, từ theo cái nội trình bát chánh đạo hay là giới định tuệ ấy, phải thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy. Vậy cái con đường công phu tu tập thực hành thiền chỉ quán thì mới đi đến cái sự đoạn trừ được tham ái. Chứ nếu như một người dù có học những cái pháp, học trau dồi hết tất cả những kiến thức, những kinh điển, trải qua đời này kiếp khác, thì cũng không bao giờ đoạn trừ được cái tham ái đó. Và cái tham ái đó nó chỉ thành tựu được bằng cái con đường thực hành cái pháp thiền, đó là tâm phải có định tĩnh và phải phát triển được cái tuệ giác, phải phát triển được cái tuệ quán để thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của cái cảnh dục này,
Rồi thì mới nhàm chán nó, mới nhiễm ni, mới ni tham, mới đoạn diệt, mới từ bỏ, mới đạt được chính chánh và mới chứng ngộ được niết bàn. Thì cũng có cái người trong cái quá trình thực hành cái pháp thiền đấy, vì ấy có thể ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Thì với một cái người khi mà nhập vào cái tầng thiền như sơ thiền, thì cái lòng tham ái đối với cái cảnh dục nó không còn nữa. Vì ấy có thể sẽ ni dục trong cái khoảng thời gian vị ấy nhập thiền ấy, và vị ấy an trú trong cái sơ thiền với một cái sự hỷ lạc, với một cái tâm, với một cái thân tâm thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy, không có một chỗ nào trên thân không có cái sự thấm nhuần sự hỷ lạc đó. Vậy cái lạc thú, cái lạc cái của cái tâm định tĩnh tịch tĩnh ấy, nó còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn, vi diệu hơn là cái lạc thú của một cái người hưởng thụ cái ngũ dục thế gian. Cho nên với một cái người khi mà mình trú ở trên cái tầng thiền đấy, mình sẽ sinh ra tham ái với cái tầng thiền đó, tham ái với cái lạc thọ đó. Và vì vậy cho nên là mới gọi là dục ái, hữu ái, tức là một cái người đấy có thể trong cái sự tu tập về tâm xa lìa được dục ái, nhưng lại rơi vào hữu ái, lại rơi vào tham ái với lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái tầng thiền đấy được gọi là hữu ái. Và có thể một cái người sẽ vào đến cái tầng thiền vô sắc, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thi, phi tưởng xứ. Vào các cái tầng thiền đấy thì cái tâm định tĩnh nó lại cao thượng hơn, lại thủ thắng hơn, lại vi diệu hơn, nó vượt ra ngoài cái sắc mà nó trở thành một cái tâm nó ni dục định tĩnh nhờ cái tâm chú vào cái trạng thái vô sắc. Đó, thì lại tham ái với cái cõi vô sắc đó, lại tham ái với cái tầng thiền vô sắc đó, cho nên được gọi là vô hữu ái, được gọi là có ba cái ái, nó có thể tham ái với cõi dục, tham ái với sắc, tham ái với cái cõi vô sắc. Đối với ngay cả một cái vị tu tập chứng đắc được các đạo quả như là chứng được sơ quả và nhị quả thánh nhân rồi, vì ấy vẫn còn tham ái đối với cõi dục, vẫn còn dục ái, mặc dù cái dục ái đó nó nhẹ, nó ít, nó không mạnh mẽ, và không vì cái tham dục ấy mà vị ấy tạo ra tội lỗi, nhưng nó vẫn còn một chút níu luyến, vẫn còn một cái chút tham ái đối với cái cõi dục ái này. Vậy cho nên là vị ấy vẫn còn tái sanh vào cõi dục giới này như một vị sơ quả dự lưu, mà vị ấy không chứng cao hơn, vị ấy vẫn còn tái sanh 7 lần ở cõi dục giới. Cái tham ái nó giảm đi rồi nhưng nó chưa hết, hay một vị chứng đến nhất lai rồi, vị ấy chết ở đấy, vị ấy vẫn sinh về cõi dục này có thể từ đến 1 đến 2 lần nữa, rồi vị ấy mới có thể chấm dứt khổ đau. Còn một cái vị mà chứng đến tam quả bất lai, vị ấy sẽ không còn tham ái đối với cõi dục này nữa, dục với vị ấy không còn nghĩa lý gì nữa. Ngay cả khi nhập tiền hay khi xuất tiền cũng vậy, tâm vị ấy không còn tha thiết, không còn hứng thú, không còn ưa thích đối với những cái cảnh trước mắt mình, hay sắc thanh hương vị xúc pháp, nó luôn luôn là nhàm chán ni tham. Nhưng vị ấy trú vào các cái tầng thiền sắc giới, vị ấy lại tham ái với các tầng thiền đó, vị ấy vẫn còn tham ái với hữu ái và vô hữu ái, vẫn còn ưa thích với tứ thiền và vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Cho nên khi vị ấy chết, vị ấy không sinh về cõi dục mà vị ấy sinh về cái cõi sắc giới tịnh cư thiên, đấy là vì vị ấy vẫn còn một chút tham ái với cái cõi sắc giới đó. Và chỉ có khi nào một cái vị chứng đến đứng đến cái nậu tận trí, tức là trở thành một cái bậc vô nậu, giải thoát không còn một chút phiền não nào nữa, tức là một bậc thánh nhân A-la-hán, thì lúc đấy mới tận diệt không còn một chút tham ái nào nữa, đoạn sạch dục ái, đoạn sạch hữu ái và đoạn sạch vô hữu ái. Và ở đây cái câu hỏi mà Thiên Chủ Sakka, vua trời Đế Thích đến hỏi Đức Phật là một vị tỳ kheo ái tận giải thoát, tức là đã hết sạch cái dục ái, hữu ái, vô hữu ái, tức là một vị ấy đã chứng đến quả A-la-hán rồi, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách rồi, không còn bị tái, không còn sinh già bệnh chết ở bất cứ cõi nào trong tam giới này nữa.